tình trạng ôm hàng đẩy giá các mặt hàng như khẩu trang, nước rửa tay khô lên cao để trục lợi, thì tại một số cửa hàng vẫn có những người vẫn lặng lẽ phát miễn phí khẩu trang cho người dân như một món quà nhỏ trong ngày đầu năm mới. Từ thông tin chia sẻ trên Facebook, nhiều người đã tìm đến điểm phát khẩu trang miễn phí trên phố Bà Triệu, Hà Nội. Cửa hàng không bán, mỗi người ghé qua sẽ được tặng một chiếc khẩu trang. Việc làm này đã được nhiều người dân ghi nhận trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao. Hiện nay là thực ra thì dân mình cũng đang rất lo cho cái dịch cúm. Sáng nay tôi ngồi uống cà phê với anh bạn thì anh ấy nói rằng là ở đây có, thì tôi ghé qua thôi. Đấy, tôi thấy quá tốt luôn, vì cộng đồng như thế là quá tốt. Mình thấy này rất là thiết thực mà rất nhân văn thật đấy, để làm cho dân tình kiểu như cái thứ nhất là để cho cái ổn định cái tinh thần cho người dân ấy, chứ không cứ động một cái, cứ có một cái gì một cái đấy thì lại tăng giá lên, nó rất là vô lý. Xuất phát từ mong muốn chia sẻ những lo lắng về dịch bệnh với cộng đồng, chủ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm này đã đứng ra quyên góp và phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại 3 địa điểm trong nội thành. Bên tôi mong muốn là sẽ có thể khiến cho mọi người có ý thức hơn về việc phòng tránh bệnh dịch đang lây lan rất là nhanh, và bởi vì là những cái hàng, những cái hiệu thuốc thì người ta đã hết hàng rồi á, thì cũng mong là người ta sẽ có một cái điểm để có thể có được khẩu trang, với mong muốn là mọi người có thể bớt lo lắng và có thể có ý thức hơn để phòng chống bệnh dịch. Cùng suy nghĩ như vậy, ngay những ngày đầu năm, chủ chuỗi cửa hàng Pizza Home đã đặt 5.000 hộp khẩu trang để dành tặng khách hàng và những người dân có nhu cầu phòng dịch bệnh. Tuy nhiên, chỉ trong 3 ngày trở lại đây, giá khẩu trang tăng quá cao, bên bán đã không đồng ý giao tiếp hàng với giá cũ. Bởi vậy, bạn bè đã cùng hỗ trợ để anh tiếp tục duy trì điểm phát khẩu trang miễn phí cho mọi người. Có một số người bạn của tôi thì cũng sẵn sàng là lại đem tặng mình miễn phí luôn. Bảo là mình có bảo là tôi bên ông còn bao nhiêu thì để tôi mua, vì là bạn bè của nhau cả. Thế cho bạn thì mình thì cũng bảo là thôi tôi lấy lời lãi gì của ông. Ông làm việc như thế thì tôi cũng sẵn sàng tôi đem tôi tặng. Hiện tại do nhu cầu về khẩu trang để phòng chống dịch corona quá lớn, những điểm bán khẩu trang đang bị hết hàng, khan hiếm, đội giá, thì việc tặng khẩu trang miễn phí là hành động đẹp và đáng trân trọng và cần lan tỏa trong cộng đồng.